Forrest dùng chiêu trò để nổi tiếng làm xấu hình ảnh võ Việt Nam. Tổng thư ký Hội Võ Thuật Hà Nội, Đại Võ Sư Quốc tế Lê Ngọc Quang không đánh giá cao các trận đấu lén lút của Forrest trong 2 ngày qua tại Việt Nam. Đại Võ Sư Quốc tế Lê Ngọc Quang, Tổng thư ký Hội Võ Thuật Hà Nội, rất bức xúc khi 2 ngày qua truyền thông đưa những thông tin dày đặc về các trận giao lưu võ thuật của Pierre-Franco Forrest với võ sư Việt Nam. Theo ông, những trận đấu không chính thống này là chiêu trò của các võ sư để mong nổi tiếng. Nó chỉ diễn ra với tư cách cá nhân, nhưng vô tình làm xấu hình ảnh võ thuật Việt Nam trong mắt người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Nếu Forrest xin phép cơ quan chức năng địa phương để so tài võ thuật, Hội Võ Thuật Việt Nam cũng như Hà Nội có những võ sư vô địch thế giới, vô địch SEA Games dư sức hạ gục Forrest một cách quá đơn giản, không phải bàn cãi nhiều. Tuy nhiên, Forrest chỉ thi đấu lén lút với các võ sư chênh lệch về độ tuổi, cân nặng. Đây toàn là những võ sư già muốn được nổi tiếng qua các trận đấu, chứ không phải họ đại diện cho võ thuật Việt Nam. Đại võ sư quốc tế Lê Ngọc Quang bức xúc chia sẻ từ Bình Định, nơi ông và các đồng nghiệp đang tổ chức một giải võ thuật. Đại võ sư quốc tế Lê Ngọc Quang, Tổng thư ký Hội Võ Thuật Hà Nội, đặt dấu hỏi về việc Forrest không nhận lời thách đấu của các võ sư Việt Nam khác ở cùng hàng cân, cùng độ tuổi. Forrest muốn giao lưu võ thuật mà có ưu thế quá lớn, biết chắc giành phần thắng về mình thì không mang lại nhiều giá trị. Cụ thể, ở trận đấu của ông Đoàn Bảo Châu, Pierre-Franco Forrest diễn ra chiều ngày 12 tháng 7, Tổng thư ký Hội Võ Thuật Hà Nội nhận định, nếu hai người hẹn nhau giao lưu võ thuật với tư cách cá nhân thì hãy im lặng mà thực hiện. Còn như trận đấu vừa qua, họ lên mạng xã hội đưa thông tin giống như đại chiến cho cả dân tộc, cả nền võ học Việt Nam là một sai lầm. Tôi và nhiều tổng thư ký chủ tịch các hội võ thuật Việt Nam đang ở Bình Định rất bức xúc với điều này. Giao lưu so tài võ thuật thì không nên phô trương và đừng thách đấu rùm beng trên mạng xã hội. Bởi như vậy, nhiều người dân sẽ hiểu hai võ sư Việt Nam thua trận trước Forrest là đại diện cho nền võ thuật Việt Nam. Tôi cho rằng, nếu đúng như vậy thì làm xấu hổ giới võ thuật Việt Nam, ông Lê Ngọc Quang nói thêm. Bên cạnh những bức xúc, ông Lê Ngọc Quang ghi nhận tinh thần ham học hỏi của võ thuật Forrest. Bởi việc các môn phái giao lưu võ công với nhau thì không ai cấm. Tuy nhiên, chốt lại vấn đề, đại võ sư Lê Ngọc Quang vẫn phản đối việc Forrest và võ sư Việt Nam công khai hẹn giao lưu võ thuật để đông đảo người dân và truyền thông biết và đưa tin, đi ngược lại đạo lý của võ thuật Việt Nam cũng như thế giới. Võ sư Lê Ngọc Quang, Tổng thư ký Hội Võ Thuật Hà Nội, là người được khán giả biết đến qua những vai diễn trong các phim Cảnh Sát Đặc Nhiệm, Cổ Cồn Trắng, Đường Đời, Đèn Vàng, Lãnh Địa Đen. Còn đối với anh em trong làng võ thủ đô, võ sư Lê Ngọc Quang chính là người thủ lĩnh giỏi đã góp phần đưa võ thuật cổ truyền Hà Nội có được sự phát triển như ngày hôm nay. Trong suốt 18 năm huấn luyện cho các đội tuyển, võ sư Lê Ngọc Quang đã góp phần đào tạo 8 vận động viên vô địch thế giới, 21 vận động viên vô địch SEA Games và hàng trăm vận động viên kiện tướng quốc gia. Theo kế hoạch, 21 giờ 20 ngày 13 tháng 7, võ sư Forrest cùng 5 đệ tử sẽ về lại Canada để tiếp tục rèn thể lực trước khi trở lại tái thách đấu với trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của môn phái Nam Huỳnh Đạo. Pierre-Franco Forrest ban đầu muốn thách đấu với trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của Nam Huỳnh Đạo. Lý do vì ông nghi ngờ thứ cung phu bị bợm mà trưởng môn Kiệt biểu diễn trước học trò, tuy nhiên hai bên chỉ toàn xảy ra khẩu chiến sau đó. Cùng lúc, võ sư Đoàn Bảo Châu ngỏ ý muốn giao lưu võ học với Forrest. Sau những thư từ qua lại, hai bên đồng ý giao đấu với tư cách cá nhân chiều ngày 12 tháng 7. Đoàn Bảo Châu là một người rất đa tài, thích phiêu lưu. Ngoài đam mê võ học, ông còn có thú vui viết lách và nhiếp ảnh. Pierre-Franco Forrest là người gốc Chile nhưng đang sinh sống tại Canada. Võ sư Forrest sở hữu Chu Sa Đai để tứ đẳng sau 20 năm theo học tại môn phái Vĩnh Xuân Nam Anh, hay còn gọi là Việt Nam Vĩnh Xuân, chính thống phái. Sư phụ của võ sư Pierre-Franco Forrest là Đại sư Nam Anh, trưởng môn phái Nam Anh Vĩnh Xuân tại Montreal, Canada. Nam Anh Vĩnh Xuân là một nhánh của môn phái Vĩnh Xuân Quyền, được truyền bá vào Việt Nam từ những năm 1900, được Đại sứ Nam Anh kế thừa vào năm 1986. Khi Đại sư Nam Anh sang Montreal, môn phái này cũng tiếp tục được truyền bá tại Canada. Forrest đánh gục võ sư Đoàn Bảo Châu chống vánh không mất quá nhiều thời gian. Chuẩn võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Forrest 91kg đã dễ dàng hạ gục võ sư Đoàn Bảo Châu 62kg.
Sau khi đánh bại võ sư Đoàn Bảo Châu, Pierre-Franc Coifarets muốn tái đấu với Tuấn Hạc, người từng đánh bại võ sư Canada cách đây 8 năm. Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, Nam Huỳnh Đạo sẽ đại diện Việt Nam rửa nhục với Forest. Sau cú hạ đo ván giữa võ sư Karate Đoàn Bảo Châu vào ngày 12 tháng 7, cuối cùng trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của phái Nam Huỳnh Đạo đã đồng ý ra mặt tranh tài cùng võ sư Canada Pierre-Franc Coifarets. Vào cuối tháng 5 năm 2017, võ sư Huỳnh Bảo Châu thuộc môn Karate đã gửi thông điệp đến võ sư Forest muốn được giao đấu trong chuyến thăm Việt Nam của Forest. Với tinh thần thân ái và thượng võ, ông Forest đã đồng ý. Võ sư Forest quốc tịch Canada, sở hữu Chusadai bậc trung đẳng trở lên, đệ tứ đẳng là cao đồ của Đại sư Nam Anh, trưởng môn phái Nam Anh Vĩnh Xuân tại Montreal, Canada, còn gọi là Vĩnh Xuân chính thống phái. Võ sư Đoàn Bảo Châu cũng không hề kém cạnh khi là một người có thâm niên huấn luyện đào tạo suốt hơn 20 năm qua. Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại Hà Nội, trận giao lưu giữa hai võ sư diễn ra với sự chứng kiến của đông đảo người đam mê võ thuật. Cách đây 8 năm, võ sư Canada từng thua đo ván với võ sư Tuấn Hạc, cũng như theo môn phái Vĩnh Xuân. Lần này quay trở lại với cân nặng, hình thể to lớn hơn, Forest đã chiến thắng võ sĩ Đoàn Bảo Châu. Trước đó, võ sư Forest liên tục đưa ra lời thách đấu với võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, trưởng môn Nam Huỳnh Đạo. Mục đích thật sự lần quay trở lại Việt Nam này của Forest là được diện kiến cũng như kiểm chứng nội công truyền điện thâm hậu của võ sư này. Khi xem các video của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt cùng đệ tử được lan truyền trong giới võ thuật, ông cho rằng võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt thể hiện hoàn toàn giả dối nên luôn muốn phơi bày sự thật và làm sáng tỏ khả năng siêu nhiên đó. Ông cũng không ngần ngại tuyên bố sẽ lên tiếng xin lỗi công khai, hoàn toàn tâm phục khẩu phục nếu thất bại trước trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo. Về phần võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, ông nổi tiếng với công phu truyền điện, được xem như thiên tài võ học. Từ trẻ, ông đã có niềm đam mê với võ học, liên tục cầu nghệ nhiều võ sư lớn, sau đó thành lập nên môn phái Nam Huỳnh Đạo lớn mạnh như ngày nay. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ những đoạn video ghi lại công phu của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, trong đó có Forest là nhân vật nổi trội lên tiếng muốn vạch trần sự thật. Sau nhiều lần im hơi lặng tiếng, một đệ tử thân cận của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt cho hay trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo sẽ chấp nhận lời thách thức của Forest khi thấy võ sư Đoàn Bảo Châu bị hạ đo ván trong tích tắc. Ông đã không khỏi tức giận, cộng thêm việc võ sư Forest luôn tỏ thái độ xem thường khả năng của ông cũng như môn phái do chính ông xây dựng. Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt chính thức chấp nhận và chứng minh cho Forest thấy khả năng thật của mình, khiến Forest cũng như thế giới phải công nhận thực lực của mình, đồng thời đưa môn phái Nam Huỳnh Đạo lên một tầm cao mới trong giới võ thuật. Trận giao đấu được cho sẽ diễn ra tại võ đường Đình Nam Chơn 29 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là trụ sở chính của môn phái Nam Huỳnh Đạo, võ đường Đình Nam Chơn, nơi dự kiến sẽ diễn ra trận giao đấu được giới võ thuật hết sức quan tâm. Xét nhiều khía cạnh về hình thể, cân nặng cũng như kinh nghiệm trong giới võ thuật, cả hai võ sĩ đều đồng đều nhau nên đây chắc chắn là một trận giao lưu đáng được mong chờ. Trận giao đấu giữa võ sư Vịnh Xuân Nam Anh, Pierre-Franc và võ sư Trần Lê Hoài Linh đã kết thúc trong khoảng thời gian 2 phút 12 giây, phần thắng thuộc về võ sư Pierre-Franc. Trận giao đấu giữa võ sư Vịnh Xuân Nam Anh, Pierre-Franc và võ sư Trần Lê Hoài Linh đã kết thúc trong khoảng thời gian 2 phút 12 giây, phần thắng thuộc về võ sư Pierre-Franc. Sau trận giao đấu với võ sư Đoàn Bảo Châu, võ sư Vịnh Xuân Pierre-Franc đã có trận giao đấu thứ hai tại Việt Nam với võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh. Cao thủ Vịnh Xuân thắng trận thứ hai ở Hà Nội, Pierre-Franc Coifarets đánh bại võ sư Trần Lê Hoài Linh trong trận tỷ thí diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội. Trước đó, hôm qua, võ sư Pierre đánh bại võ sư Karate Đoàn Bảo Châu sau trận đấu cũng với thời gian tương tự. Võ sư Trần Lê Hoài Linh cho biết, ông giao đấu với võ sư Pierre-Franc là tư cách cá nhân, không đại diện cho môn phái nào. Võ sư Trần Lê Hoài Linh là cháu của cố võ sư huyền thoại Trần Thúc Điển, một trong những đại đệ tử của sáng tổ Vịnh Xuân Việt Nam, Nguyễn Thế Công.
do võ sư năm nay 60 tuổi nên màn tỷ thí không nặng tính ăn thua. Đôi bên quy định không dùng chân, chỉ dùng tay để phô diễn cái đẹp của Vịnh Xuân. Hiện nay dù hơn võ sư Forest tới 20 tuổi, võ sư Trần Lê Hoài Linh vẫn còn rất sung mãn và sở hữu nền tảng thể lực bền bỉ. Mới đây võ sư Hoài Linh đã có buổi giao lưu võ thuật ấn tượng với Master Wang, vị cao thủ gốc Hoa nổi tiếng thế giới. Sau trận tỷ thí chiều nay, võ sư Forest chia sẻ, trong phim cách di chuyển đánh của Vịnh Xuân đẹp hơn nhưng nó không hiệu quả, những gì chúng tôi phô diễn hôm nay mới thực sự là Vịnh Xuân thực chiến. Ông tỏ ra rất ấn tượng với tài năng của đối thủ, võ sư Trần Lê Hoài Linh. Sau trận đấu, ông Forest rất vui, bắt tay ông Hoài Linh, cả đoàn sau đó uống một chút bia. Bia Francois Forest vui vẻ và thậm chí còn nói được 100% bằng tiếng Việt, khiến những người xung quanh cảm thấy rất vui. Trong chuyến đi đến Hà Nội lần này, theo dự kiến, Bia Francois Forest sẽ còn một trận giao đấu nữa với võ sư Đinh Trọng Thủy. Tuấn Hạc xuất đầu lộ diện sẵn sàng tái đấu với võ sư Bia Forest. Trận đấu giữa võ sư Đoàn Bảo Châu và cao thủ Vịnh Xuân Bia Forest kết thúc chóng vánh với chiến thắng thuộc về võ sư người Chile. Dư luận hy vọng võ sư Tuấn Hạc, người từng đánh bại Pierre Forest vào năm 2009 tại Hà Nội, sẽ xuất hiện trở lại để tái đấu với đối thủ cũ. Mới đây, cao thủ bí hiểm có tên Tuấn Hạc này đã chính thức lộ diện, chia sẻ với Khám Phá. Cao thủ này cho biết, phía Pierre Forest chưa liên hệ hay có văn bản chính thức nào với tôi. Trước đó, sau trận đấu với Pierre năm 2009, tôi đã cho ông ấy số điện thoại liên hệ. Tuy nhiên, tới Việt Nam lần này vẫn chưa thấy ông ấy gọi điện. Thật bất ngờ khi đọc được thông tin trên báo rằng ông ấy đang đi tìm tôi. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin trước đó Bia Forest tiết lộ. Cụ thể, võ sư Forest được khẳng định đã cố gắng tìm thông tin về võ sư Tuấn Hạc, nhưng không thành công. Thông tin đoàn võ sư Canada nhận được không mấy khả quan khi biết Tuấn Hạc đã từ bỏ võ thuật để mưu sinh bằng nghề lái taxi. Tuấn Hạc cho biết anh vẫn tự luyện tập thường xuyên để giữ gìn sức khỏe chứ không bỏ hẳn võ thuật như những thông tin đồn đoán. Được biết, Tuấn Hạc từng có 13 năm tập luyện võ thuật Vịnh Xuân ở Tăng Bạc Hổ, Hà Nội, nhưng hiện tại đã không còn tham gia tại đây. Tôi là người Việt Nam, tôi không hiếu chiến. Vì vậy, nếu võ sư Bia thực sự muốn gặp tôi, ông ấy cần phải liên lạc với tôi. Ông ấy đã có số điện thoại của tôi từ 8 năm trước. Nếu ông ấy thực sự có thiện chí muốn gặp tôi sẵn sàng đón tiếp và nói chuyện cởi mở, võ sư Tuấn Hạc cho biết.